Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Kính thưa quý vị, kể từ hôm nay chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được đón chào một thành viên mới, đó là cô MC xinh đẹp Tuyết Vinh. Tuyết Vinh có lời nào để chia sẻ cùng quý vị khán giả không em? Dạ cảm ơn ông Hy. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày đầu tiên Tuyết Vinh tham gia chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Nên Tuyết Vinh hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho Tuyết Vinh cũng như đã từng ủng hộ cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày trong suốt thời gian vừa qua. Tuyết Vinh à, anh tính vậy, hôm nay là ngày đầu em đến với chương trình, thôi em làm món gì ngon ngon đãi anh với quý vị khán giả được không? Ý, em cũng muốn lắm anh Huy ơi, nhưng mà không biết món gì ngon hết trơn á. Hay là vậy đi, anh Huy hướng dẫn em thực hiện một món ngon giao mùa thật là ngon và cũng thật là đơn giản nữa để em thực hiện trong ngày ra mắt mọi người nha. Anh đùa chút xíu cho vui thôi. Thực ra hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị một món ngon giao mùa. Chỉ trong tích tắc thôi chúng ta sẽ có một món ăn rất là hấp dẫn và đảm bảo với quý vị món này rất là tốt cho các chị em phụ nữ, bởi vì ăn xong sẽ đẹp da đó. Em đoán là anh Huy sẽ thực hiện món rau trộn phải không nè? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau để chế biến một món ngon trong tích tắc với tên gọi là cải lang trộn mayonnaise. Để chế biến món này chúng ta cần có khoảng 6 đến 7 cọng cải lang, cần tây 1 cọng, cà rốt 1 củ, ngò rí, khoảng 4 thanh cua cây, nửa miếng đậu hũ trắng, chao, 6 trứng cút, một số gia vị thông dụng và không thể thiếu sốt mayonnaise Aji Mayo. Công việc đầu tiên là chúng ta phải bắt một nồi nước để chúng ta trụng những loại rau cải này trước khi mà trộn lại với nhau. Trong thời gian chờ đợi nước sôi thì chúng ta sẽ bắt đầu xử lý cải lang này. Dạ. Cọng cải lang này nhớ là mua về sử dụng phần cọng và ít lá thôi em nhé. Dạ. Và khi mua thì lựa cọng cải lang to tròn như thế này thì mới ngon. Nhưng mà tại sao mình chỉ sử dụng cọng thôi? Chắc là anh Huy có chủ ý gì đúng không? Chắc chắn rồi em à. Đối với cải lang khi chúng ta trộn món này thì sử dụng cọng để cải được ngọt và giòn. Chúng ta sẽ gọt bỏ cái vỏ bên ngoài. Phần cành tây này em cũng gọt bỏ cái vỏ ngoài luôn cho anh nha. Dạ. Sau khi bào vỏ cà rốt rồi, chúng ta cũng sẽ cắt cà rốt ra từng miếng như thế này. Trước hết là anh cho một chút xíu muối vô nè. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho cà rốt vô trước, bởi vì cà rốt cứng hơn những cái loại rau cải khác. Cho tất cả cải lang vô. Dạ. Và đảo đều nhẹ và vớt ra cho ngay vào tô nước đá. Dạ. Cà rốt cũng đã chín tới rồi. Dạ. Anh cho qua đây luôn. Như vậy là mình sẽ cho tất cả các nguyên liệu vào chậu nước đá để giữ màu sắc tự nhiên của nguyên liệu nè. Và chắc là nó sẽ làm cho nguyên liệu thêm giòn và ngọt nữa phải không anh Huy? Chính xác rồi đó em. Ngoài ra thì cần tây anh cũng cho vô đảo nhanh và cho vô cho nước đá luôn. Nước đá. Bây giờ anh sẽ cho phần nước đá này ra. Dạ. Để ráo nước rau củ. Ngò rí này chúng ta sẽ cắt nhỏ ra. Chúng ta phải tiết kiệm thời gian bằng cách là em mở lửa lên. Dạ. Anh bắt sẵn một chảo dầu để chúng ta chiên đậu hũ. Đậu hũ sắc những miếng khối vuông như thế này nha. Tôi sẽ cắt rau củ quả ra từng khối vuông, cỡ miếng đậu hũ là được rồi quý vị ạ. À. Anh nghĩ dầu cũng đã đủ đồ nóng rồi. Dạ. Em chiên đậu hũ cho anh. Trong lúc chiên đậu hũ thì chúng ta sẽ cắt thanh cua ra từng miếng bằng với kích cỡ của miếng đậu hũ quý vị nhé. Rồi, đậu hũ vàng như thế này là được rồi đó Tuyết Vinh à. Dạ. Chúng ta sẽ vớt ra nha. Phần đậu hũ cũng vừa chiên xong. Bây giờ chúng ta sẽ cắt trứng cút này ra làm đôi. Đến công đoạn quan trọng nhất để cho món ăn được ngon hay không thì cần phải làm cái sốt thật là ngon. Dạ, như vậy là mình sẽ sử dụng sốt mayonnaise Aji Mayo đúng không anh Huy? Chính xác rồi đó Tuyết Vinh à. Trước hết là anh tán chao ra như thế này. Dạ. Cho khoảng 4 muỗng canh sốt mayonnaise Aji Mayo quý vị nhé. Khuấy đều lên. Dạ. Chỉ đơn giản vậy thôi, chúng ta sẽ có một cái loại sốt mới rồi đó. Vừa có cái mùi hương đặc trưng của sốt trứng gà tươi nè, vừa có cái hương chao nhẹ nhẹ thì rất là thơm. Dạ, bây giờ thì sốt mình đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần trộn lên nữa là được đúng không anh Huy? Chính xác, đậu hũ cũng đã thấm hết dầu rồi. Chúng ta sẽ cho đậu hũ vô trong cái tô trộn luôn. Và anh Huy... Anh cho một chút xíu muối nè, đảo đều lên. Chỉ một chút thôi nha quý vị. Rồi, tiếp theo là anh sẽ cho sốt mayonnaise Aji Mayo trộn chung với chao vô luôn. Dạ. Hay, rau củ quả hòa quyện với cái sốt anh vừa mới pha, nhìn thật là đẹp phải không? Dạ, đúng rồi. Anh sẽ cho một chút xíu tiêu nè.
Chà thơm, và rí anh cho vô luôn. Lúc này thì anh có thể cho trứng cút vô được rồi. Và dạ, nhớ là khi cho trứng cút vô chúng ta đảo nhẹ tay thôi để trứng cút không bị bể. Đây, anh sẽ cho ra một cái dĩa như thế này, trang trí thêm một ít màu xanh lên phía trên. Đây, em cảm ơn anh Huy. Nghe âm thanh của Tiến Vinh ngay thì rất là giòn rồi. Dạ. Còn mùi vị thì sao? Anh Huy ơi, cộng cải làng rất là tươi ngon nha, mà có vị giòn ngọt tự nhiên nữa. Còn sốt thì có vị chua chua nè, béo béo, rồi có vị đậm đà của chao nữa. Wow, món ăn này đúng là rất thích hợp trong thời tiết giao mùa đó quý vị. Và đặc biệt là quan trọng nhất là chỉ cần trong thời gian tích tắc thôi thì mình đã có một món ăn ngon và bổ dưỡng rồi. Cho nên là quý vị đừng ngại khi thực hiện món ăn này nha. Món ngon giao mùa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Và chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ luôn góp ý để cho chương trình ngày một tốt hơn. Có hai cách để quý vị liên hệ với chúng tôi, đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083 823 7557. Còn bây giờ thì đầu bếp Thanh Huy và Tuyết Vinh xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.